97% là cô tông tự nhiên, 3% sợi spandex, nên là mặc vào là nó cực kỳ thoáng khí nhá. Đồ có giá này. Đấy. Có khả năng kháng khuẩn cực kỳ cao nhá. Dáng suông, dáng classic, nên là những anh chị em nào mà có hơi có bụng ấy, 260k. Đấy, có bạn 260k. Anh em mình hôm nay là cũng chỉ bán có 30 suất thôi nhá. 1m63 57kg lấy cho em size 30 suất. 1m50 42kg lấy cho size S này. Cái gì? Đâu? 295. Nam 1m78 94kg lấy cho em size L nhá. 1m65 53kg lấy cho mình size S này. 1m65 70kg lấy cho mình size L hoặc size M được. Size L đi ạ. 1m63 1m76 lấy cho mình size L nhá. 1m70 60kg lấy cho mình size L bằng một chiếc cân nặng của mình luôn. 1m64 nặng 60kg. 1m74 73kg lấy cho mình size L nhá. Áo đẹp lắm, chất liệu áo này cực kỳ đẹp nha mọi người nhá. Cái form áo là chuẩn luôn. Cái bo cổ là bo cổ này. Chất liệu là bo cổ cao cấp này. Cái này là cái gì quên nhỉ? Cái gọi bo là cổ, cái, bo gọi cổ. Gọi là cái cổ áo. Cái bo cổ nó nhá là mọi người giặt tay giặt máy này, không bị kiểu nó vành lên này. Đấy, chỉ có ở nhà bên em thôi. Nên là mặc vào cực kỳ thoải mái luôn nha mọi người. 1m60 43kg lấy cho em size S này. 1m6 nặng 50kg lấy cho em size S nhá. Ui dồi, 1m6 mà 43kg thì bạn là hơi gầy đấy nhá. 42 34kg. Ui. Áo trắng sao không? Gì? Đây áo trắng. Bên em có áo 4 màu nha mọi người. Áo này là gồm màu xanh tím than này, màu áo này có 4 màu nha cả nhà nhá. Thực sự anh chẳng biết màu này màu gì. Đây là màu xanh green, có 4 màu. Màu mình đang mặc là màu trắng này, màu xanh green này, màu lavi, màu xanh lavi, không phải xanh tím than à? Với là màu nâu nữa. 17 suất, còn 17 suất cả nhà mình ơi. Chất liệu vải của nó là nhưng mà cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ thoáng mái luôn mọi người nhá. Cái này không có màu áo, dáng áo classic, anh thử mặc đi. Dáng áo classic nhá. Nên là những anh chị em nào mà bùng to ấy mặc được luôn nhá. Không bị vểnh lên kiểu luôn. 1m70 68. Hôm bữa ra sân bay em có để cho bố Quý Bánh Hòa là những cái áo màu áo này. Mặc vào nhìn trẻ luôn, từ người trẻ, từ người lớn tuổi mặc vào nhìn như trung niên luôn mọi người nhá. Anh ơi, mã 452kg 1m6 thì lấy cho em xe em nhá. Bây giờ anh tiến xé thẻ khoác à, từ từ anh. Áo gì đây? Áo này là áo thể thao. Từ từ đã, anh mặc cho em áo ấy đi. Anh mặc cho em áo áo gì? Sao phải áo đưa ra gần cũng được. Đưa ra gần áo gì? 1m55 58kg lấy cho em xe em nhá. Màu đang cầm trên tay là màu gì? Màu em đang cầm trên tay là màu xanh green nha mọi người, màu xanh green. Màu trắng luôn là chân ái luôn. Màu trắng với là màu xanh lavi là hai màu mà em yêu thích nhất. Màu nâu chứ. Màu nâu nữa. 65kg cao 1m68 lấy cho em size M. 1m70 50kg lấy cho em size M luôn ạ. Đây. Đây nhìn dài đâu. Rồi. Nhìn trẻ chưa? Không những cái trẻ này còn trung nữa. Gọi là trẻ trung. Anh ơi, anh chỉ mặc size M thôi. Anh luôn luôn mặc size M. Mà ai người anh đẹp thì anh mặc size gì cũng đẹp, em cứ yên tâm đấy. Dáng đẹp 1m6, 68kg lấy cho mình size M nhá. Xanh than, xám, nâu sô-cô-la, trắng. Đấy. Còn 12 suất mọi người nhá, còn 12 suất nữa thôi. Đeo kính vào nhìn kiểu trí thức à, giống dân văn phòng à. Mình là cao 1m7 nặng 63kg, đang mặc size L nhá. 1m63 nặng 62kg lấy cho mình size M nhá. 75kg mặc cho mình size L. Mượn từ kính của Tâm đeo vào. Để hai anh em chung có trí thức. Hôm nay anh em là thì phải nhắm mắt thôi. Ừ rồi. Ui. Toàn là những bạn trí thức lên bán hàng. Không nhìn luôn, thế luôn. Thế á? Ô thế luôn. Cứ nhìn đi chị. Thấy không? To lên không? Thử đi. Có thấy to lên không? Không to gì cả, mờ hít tịt luôn. À, đứng xa nhìn form đấy. Ừ, không nhìn luôn. Đoán. Đây đứng xa nhá. Đây là đang kết hợp với cả từ cho cái dây vào đó. Có cho nó đây. Rồi. Ok chưa? Ok anh Tâm, thôi. Quần cũng của store, áo cũng của store. Bảy đô à? Ừ. Bảo sao mà nhìn lòe lòe. Ngày xưa tập thể hình nên là hơi có ngực một tí. Đây. Má 19, 75, 55kg lấy cho mình xe L nhá. Nếu mà mình mặc body thì như này. 52kg lấy cho mình xe F hoặc xe M đều được. Đúng rất tập kim luôn nhá. Còn đúng 8 suất đúng mọi người nhá. 8 suất với giá là 295k thôi. Hôm nay giá của mình là cực kỳ rẻ, cực kỳ hời cho mọi người. Không săn ở đây thì còn săn ở đâu nữa. 295k sở hữu con áo polo này. Polo là mọi người đi làm, nhất là anh chị em nào làm văn phòng ấy.
mặc vào cái áo này thì đẹp, sẽ thích hợp hơn với cả các bạn 16, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 6, 8, có môi trường làm việc ở văn phòng đấy, lịch sự xe L nhá, 80 kg đấy mình size L, size L hoặc size L đi ạ. Anh ơi mình thiết kế một bộ lô baby t tròn nữ đi ạ. Ô cái này là áo này mọi người nhá, đặc biệt áo này là dành cho cả nam cả nữ đều mặc được, nữ thì mặc cho mình size XS dưới 50 kg nha mọi người. Chú Tiến mặc size gì kìa? Chú size M nhá cháu nhá. Đây, đây nhưng mà chú đang bo ở sau lưng lại tí để khoe cái body của chú một tí. Mới tập gym đấy. Khoe body nó đẹp một tí. Đấy. Còn là thả rông ra thì nó như thế này. Đấy, thả rông ra thì nó cũng đang rất là thoải mái. Chú Tiến đẹp trai nhìn kìa. Ừ chà. Chắc là do cái kính. Cái kính này thì là nhảy được. Đấy, nhưng mà Hoàng cũng đòi đeo, Linh cũng đòi đeo, thế là chia ra. Sáng thì cho Linh đeo, tầm trưa đến 6 giờ tối thì là mình đeo. Con nàng để size L nhá, mét 66 nàng 64 kg lấy cho mình size M này, mét 80 nàng 73 kg lấy cho mình size L nhá. Còn mấy suất đây nhỉ? Hết rồi, qua má đi. Nhờ Linh lên má này Linh. Linh, Linh lên áo basic được. Basic. Lên basic nhá. Đây, đưa anh bảo đây. Basic. Đây, đứng lên. Hả? Đứng lên. Đấy. Đeo kính. Phụ thì chỉ đứng thôi. Đeo kính vào. Hôm nay cho phụ thôi các bạn. Basic trắng, đen, xám, nâu, camel. Tổng 4 màu thôi, đủ size. Thôi người mẫu thì không được nói đâu. À, thế à? Đứng quay vòng quay viết, chỉ quay thôi. Bấm nút quay khi nào dừng lại thì dừng thôi. Đây hôm nay là chỉ mời là khách mời thôi các bạn ạ. Khách mời chương trình của hai anh em thôi, không cho nói. Quần Như Linh có bán không? Quần này thì hiện tại là đang làm để thử nghiệm. Đang thí nghiệm thôi, đang quần thí nghiệm. Áo basic của Như Linh đang mặc là có 4 màu nhá. Bây giờ mình đang mặc này, có 4 màu, hai anh em mình đang mặc là 4 màu. Mình đang mặc là màu áo camel, Linh đang mặc là màu áo trắng, màu đen với là màu nâu nữa, có 4 màu nha mọi người nhá. Đấy. Đấy, đấy. Chờ siêu mẫu Tiến mặc vào là cực kỳ đẹp luôn nhỉ. Hôm nay lên gọi basic này này, giá của nó là basic từ mọi người nhá, basic để bên em xin deal thêm cho mọi người chờ một tí nhá, mọi người chờ một tí để Đức Anh đang xin deal thêm áo này. Để nói chung là để trong khi chờ đợi thì mình sẽ nói về chất liệu của áo này cho mọi người nhá. Okay. Đây là cốt tông tự nhiên cho mọi người. Đây xịn sò nhá. Cốt tông tự nhiên. Vải cốt tông tự nhiên. Mẫu này chán nè. Co giãn. Mẫu đẹp. Ôi. Đây là mặc size ấy lại để đấy. Cho ngực. Đây là mặc khoe ngực đổ quá. Này nó co giãn như thế này mà. Mặc vào là cực kỳ má luôn mọi người nhá. Nhìn trông giống như kiểu Phạm Văn Mách ấy nhá. Đấy chưa? Đây. Thấy chưa? Nhìn trông giống Stiricu chưa? Security chứ không? Stiricu 160k á? Ủa? Sao rẻ thế được? Từ mọi người à? Lên 50 suất con áo này. Linh hôm nay 50 suất à? 50 suất thì phải Linh bảo thôi. 30 để thì không cần nhưng mà Bao nhiêu? 189k. Ủa sao rẻ? Giá còn giá này 199. 199k thôi. Ủa 199 là rẻ lắm đấy. 199 tùy theo nick sẽ được voucher 78kg lấy em size L. Hôm nay là mời được Linh với là anh Tiến lái xe này còn đi mát xa nào. Lên 50 suất cho mọi người nhá. Giá mình biết của nó là 200. Kính đâu? Kính á? Kính của Linh đâu? Kính đâu ra? Đây là kia là mình không? Đeo mà. Đâu rồi? Anh nhảy rồi. Vừa để đây áo rồi. Có giá này. Ôi, thích lắm, mang thích lắm. Mùa hè. Giá như vậy của nó là 339k này. Cực kỳ mát luôn. Cực kỳ mát mà cực đẹp luôn. Chỉ có một cái logo chép bê bà đây thôi, QL. Áo basic nó rất là đơn giản. Nó rất là đơn giản nha mọi người. Mấy buổi không có nha, tại vì hôm nay live chỉ live store với Quality Food thôi. Kính không? Không, vừa để đây đâu ta? Ai nhảy đâu? Có ai để mà lại đặt đây đâu? Thôi chết rồi. Lại giống như thầy sợ từ mất được thì cũng nhảy rồi thầy. À đây
199k thôi mọi người nhá. 199k thôi, lên 500 rồi nhá. 329k. 339 mà bây giờ còn 199 rồi. Chả hời đấy, mặc vào nhìn trẻ lắm mọi người nhá. 199k nha mọi người nhá. Mình mang size L nhá. Chất liệu của nó là cốt tông tự nhiên nên là mặc vào nó 65 kg, mang size M, à size L. Ờ, Linh còn CL, đang mặc CL, mình cũng thấy đang mặc CL này. Hai anh em đang mặc CL này. Nhìn ạ. Cái này là chuyên về anh em mặc tập gym.